Tổng thống Trump bất ngờ kêu gọi cùng đưa Iran vĩ đại trở lại. Các bạn đang nghe tin tại báo nói az.com. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ bày tỏ mong muốn đưa Iran vĩ đại trở lại trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa hạ nhiệt sau vụ Tehran bắn rơi máy bay không người lái, OAP, của Mỹ. FCMP đưa tin, ông Trump ngày 22 tháng 6 đã phát biểu rằng ông có thể trở thành bạn tốt nhất của Iran và quốc gia Hồi giáo có thể trở nên giàu có nếu từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa hai nước Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chúng ta sẽ không để Iran có vũ khí hạt nhân. Khi họ đồng ý với điều đó, họ sẽ trở thành một quốc gia giàu có. Họ sẽ rất hạnh phúc và tôi sẽ trở thành bạn tốt của họ. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra, ông Trump nói với phóng viên khi đang trên đường di chuyển tới căn cứ Camp David, Maryland để họp bàn về vụ việc của OAP Mỹ bị Iran bắn rơi hôm 20 tháng 6. Hãy cùng đưa Iran vĩ đại trở lại, ông Trump nhấn mạnh, biến tấu câu khẩu hiệu tranh cử quen thuộc năm 2016 đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông Trump hồi năm ngoái đã rút Mỹ khỏi hiệp ước hạt nhân năm 2015, văn bản được thiết kế để kiểm soát tham vọng hạt nhân của Iran. Ông gọi đây là một thỏa thuận một chiều và lẽ ra không bao giờ nên tồn tại vì gây bất lợi cho Mỹ. Căng thẳng giữa hai nước bắt đầu leo thang từ thời điểm đó khi chính quyền ông Trump liên tiếp giáng đòn trừng phạt gây áp lực tối đa lên Iran và nền kinh tế của nước này. Vào ngày 22 tháng 6, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục áp lệnh trừng phạt lớn lên Iran vào đầu tuần tới, tuy nhiên không nêu chi tiết. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn đang bỏ ngỏ phương án quân sự với Iran trong bối cảnh ông Trump ngày 20 tháng 6 đã dừng tấn công Tehran trước 10 phút các hệ thống vũ khí Washington khai hỏa vì không muốn làm quá nhiều người Iran thiệt mạng. Ông Trump cho rằng Iran bắn rơi một máy bay không có người ngồi bên trên nên việc Mỹ tấn công quân sự làm 150 người thiệt mạng là không hợp lý. Mọi người đều nói tôi là một nhân vật hiếu chiến, và bây giờ họ nói rằng tôi là một người yêu hòa bình, ông Trump nói. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định rằng cuộc khủng hoảng sẽ tiến triển ra sao phụ thuộc vào ban lãnh đạo Iran nếu đội ngũ lãnh đạo Iran cư xử tệ hại, một ngày rất, rất tồi tệ sẽ xảy ra với họ. Nhưng hy vọng rằng họ sẽ thông minh và thực sự quan tâm tới nhân dân Iran, chứ không phải bản thân họ và hy vọng chúng ta sẽ có thể đưa Iran về gồm phát triển kinh tế. Điều đó thật sự tuyệt vời, ông Trump lý giải. Ngày 22 tháng 6, ông Trump viết trên Twitter rằng thông tin ông không tấn công quân sự Iran đã bị truyền thông đưa sai. Tôi không bao giờ rút lại lệnh tấn công Iran, như cách mọi người đưa tin sai. Tôi chỉ dừng cuộc tấn công không cho nó tiếp diễn vào thời điểm đó, ông Trump viết. Hãy nhấp follow để theo dõi những tin tức mới nhất trên báo nói az.com. Đức Hoàng, theo FCMP.